địa mẫu chân kinh. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong huyết mạch trùng phong. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hỏi tí sổ khai thiên tịch điện, giảng sự thành hiếu nghĩa vi tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 chục câu khuyên sanh đời. Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra. Bao gồm lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mài, thầy mùa màng cây trái hoằng say. Điện quang mẹ bảo tồn trường tồn, đạo con thơ nổi đủ diêu cung. Nếu ai chẳng nghĩ tin nghi mất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn gian khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy, không mong sống sót được. Đại kiếp thấy quả phong phi ngập tràn, đại từ con mẫu hoàng cho biết na đúng trăng mời vào tiết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ điện điện linh quảng đài, tâm huyết tư để lại chân kinh. Kiếm ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con hiếu đàn tràn cung kinh, mỗi ngày niên nguyện thỉnh mẫu từ đúng ngày thập thi bát chân nghi mời. Gia gia tùng niệm người người trì kinh, lập đại lễ hoa sinh trà hoa, dân hương đăng tất cả khiết tâm cùng nhau hiểu.
dân nghi từ mẫu chứng nghi minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ hiền ba kinh nghĩa lý đủ đầy từ tôn đại thọ ơn dạy cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng hưởng lộc thọ vinh quang phú quý hạng phu nhân bằng sĩ phổ biến xa gần gia gia vui hưởng muôn phần ấm no mẫu hứa sẽ ban cho con thảo năm trai lành gái trai hiếu đạo thuần lương đời đời nói giỏi tỏ đường tông môn nam nữ nào sùng con chánh đi mẫu chánh lễ ngài kỳ mẫu thầm tâm mẹ lọc cao tâm thiên xưng vạn đại tưởng âm đức dày sư phương nào hằng ngày cung viên đàn càng cầu bốn phía an ninh bảo toàn tâm y mạng sinh mẫu hoàng phú điện ứng nga linh lời nguyện quốc dân nào kiện thiền dòng bay thọ trì kinh nhớ mãi thăm ân mẫu từ cho xuất quyền linh công đức mẫu vô hình khó tà dầu lâm sơn biển cả khó ơn ai mà đáp nghĩa đền ơn phải sùng ám tự quả sơn rồi dẫn lên điện thiên thờ phụng tạo lập thành tâm y tượng mấy tôn diệu trì Phật mẫu linh hồn yêu tử làm đăng ý sẽ nhận hiền dâu con thảo gắng sức xây tay tạo mau đi tỳ gia phương tiện hữu di chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu cần tiền bạc nhiều chi đâu nào
sẽ ghi con tên tạo danh đề thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê tâm phàm phủi sạch trở về Diêu Cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu đất quả cao cổ khiêu khai minh, con hiền thỏa hưởng trường sinh nhờ lòng quán đại quán minh tâm lành. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở, chánh quả thành dứt nợ trần ai, ban cho cụ phẩm liên đài trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang huy bao, phổ đồng đắc đạo kim thân, mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh nê bổ điện muôn phần vẽ gian. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dương, cái hết tâm vô lượng vô biên, ngự nơi cõi thượng thiên liên, độ cho quốc thới dân yên thân bình. Nam mô vô thượng ngư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô, con kính lại địa mẫu đấng tối cao vô thượng. Đã giáng lâm phù hộ thế gian này, với anh linh cùng đức độ cao dài, công tế tế an ban danh còn đợm. Lại địa mẫu ân phổ sanh vô lượng. Ân bảo trì cố từ lại vô biên, mẹ của nhân gian mẹ thánh mẹ hiền, hàng Phật tử lại địa mẫu đấng mẫu nghi tứ hài. Danh gian lần nghề khắp nghi nước non tiên, xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sinh cơn hoạn nạn.
Nam mô con kính lại địa mẫu đấng anh linh vô hại. Xin mẹ ban phép lạ cứu trần gian, càng sống y trong nghiệp chướng chốt trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ơn lành. Cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm viên thành. Cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ, canh một nhìn trần lệ tuôn rơi, chúng dân khổ lệ nạn tơi bời, nên lo tu tình ngày con dài. Lạy mẹ nguyện cầu mọi nơi thiện nhân tu tình được thành thơi, sao không cố gắng tu thì vậy. Thương xót con mẹ chẳng nghĩ ngơi, canh ba người mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời sai đắm đường vật chất, chôn lấp linh quang cạn lối về. Cô nhớ cuộc đời giấc nam ca, canh từ đắm mơ lệ cõi ta bà, điện linh đang xuống lại từ ai, kêu gọi thiện nhân nhổ mẹ già. Canh y trầm ngâm suy diệu quyền à, bố ban quyền diệu dứt y quan khiên, thiên nhân phú giấc tu hành dạy di lạc quái linh dạy. Tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn sang, trong mi ngần chẳng bom mai trần lào lào. Một tâm thiên chân bao trầm muôn loại, chẳng phân tánh phàm. Dần tâm mi ấy lặng trong mi sáng suốt nga cõi bờ kia, một bước tới nơi trái lòng tròn đổ xưa nay không.
ni hoàng tự tài. Khi tham thiền vô ngại đến trong, thăm vào trí huệ mở thông soi tay. Sắc không chung nghe ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tương cũng đồng không, thọ tưởng hành thức phân chia cùng lại như vậy. Tâm về chân không, tòa sắc tương nhân âm tạm đó ra. Các phép kia tương nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dứt, thường chân chẳng câu, chẳng tình chẳng sầu chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thải lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ ẩn ấm y tăng sao căng, chẳng có sao trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tâm không sáng xuất ở đại đồng vô minh, chẳng có mưa hồng ít chi. Dần không có thân gì già hết, muốn chi là ít chết già sao. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả dị không. Dẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quay ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mong quang minh.
ấy chú tôi thượng quay linh ấy chú chô đặng thinh thinh quay thần chờ tất cả nguyên nhân các khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư án làm thần chú chân như thuyết rằng yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà canh chài mẹ kiếp lên đường
dạ con ở lại mẹ sang Tây Đình. Ngày ngày lòng mẹ băn khoăn cùng về thương kẻ xót nơi bụi trần. Nở nào xây mặt sắp lưng liêu chiều con đỏ mẹ đành xiết tan. Trời cho quay nọ sấm gian nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, trong mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con ơi bạc nghĩa làm chi, nhờ ơn tạo hóa chút gì công danh. Nếu như mẹ vẫn bỏ đành thì con đâu đặng nam danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên kiến vật tạo gây, muốn nghi đạo con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ thì dắt con. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đã y hỏi con hiền gặp cha. Ít lời kim cầu thiết dương gian con ngỡ mẹ về thượng thiên. Kiện thiền giọng bay mẫu hoàng chân chính đạo giáo sắp độ người khỏi chốn ngô minh. Dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương, chúng dân tai họa đa dương. Lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ, vô cực từ tôn Tây Thiên bá chủ. Dương cung tay mẫu đê đầu lại tạ từ ân. Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành, khắp trong dân chúng làm lành thương yêu dầm giúp chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rồi tỏ năm màu, có cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bốn bể mới tường cơ, trời sắp đặt chẳng chỉnh sửa sáng bao nguồn về cõi một đàn chánh quy. Kiện thiền giọng bái từ tôn chuẩn nghị tam giáo mới toàn lý cao.
trên cam lộ rào rào chúng con nguyện vọng ước ao thái bình lại cầu mẹ ở thiên đình độ cho dân chúng pháp an toàn tường. Nam mô địa mẫu trên kinh bảo mạng con thơ. Tâm thành người nguyện lại rằng phát tâm ấn tâm lũ kinh dân truyền họ Trần Thị Cầm là tên Ngọc Minh Hương pháp hiệu mẹ bán con hiền Thái Thị Thu Hồng thọ pháp là năng quan Thái Hoàng Sơn Thái Thị Thu Thầy người để lập công kinh truyền Thái Hoàng Minh Thái Thị Thị Dung Ngọc Minh Hoa pháp hiệu cầu trên mẹ hiền Thái Thị Thúy Hạnh Thái Hoàng Phúc người để thầm tâm sửa nên bảo điện tam tòa minh xa xôi vượt dặm muôn trùng trở về nơi chốn ngày xưa chào đời lập nên bổ điện tam tòa minh duyên Phật ấn độ trì linh căn ngày nay con mẹ họ Trần Ngọc Minh Hương để phát nguyện trì kinh mẫu hoàng Trần Thị Cầm nay để quy hàng hướng về với mẹ giáng ngơ màn quân ba mẹ ơi đời trẻ phong ba bao năm lưu lạc xứ xa quê người cùng vì bá lợi công danh tiền tài che lấp chân linh bao tỏ rõ nguồn cơn đạo pháp cũng nhờ thầy quấn thị mà nên minh duyên huệ nhận là thiền nguyện lèo nguyện chống đưa người sang sông dù cho sông nổi trôi quyết lòng thẳng nghe bước ngày mai hương lành hương này bay khắp muôn phương Ngọc Minh mà lấp sáng để đời soi chung nguyện trên thánh y mẫu tam tòa mẹ hiền ban phước lấy đòa đưa sang đòa chiều một bước người ơi chuyến này chuyến cho tòa
phát nguyện nhờ ơn trên Phật hiện hoài linh độ cho tất cả chúng sinh năm châu bốn biển thái bình an vui. Người người được thấm mùi đạo lý giữ gìn tăng tâm trí trọn lành ăn chay niệm Phật tu hành cải tà quy hiểu rằng lý chân một lòng gắn y bó keo sơn dứt sân si tâm đi lừa lòng phàm xa lìa tội thành kính đê đầu lễ bái Phật từ bi bác ngay độ ban âm siêu dương thời chấm qua cầu xin y tam bảo chứng y mà lòng son đầu quỳ trước điện vàng thành tâm mê kính lại các hàng linh căn độ cho tất cả chúng sanh nương theo chánh đạo rộng tình lòng một lại kính lại pháp dương cầu cho ba tánh bốn phương thuận hòa hai lại cảnh lễ Di Đà cầu cho thiện tính đi nhà Phật cổ kiếm xuôi năm châu bốn biển dứt ngôi cơn sầu.